Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Top 5 tò mò. Nếu bạn đã đi máy bay ít nhất một lần, chắc hẳn bạn đã được trải nghiệm hết vẻ đẹp của an ninh tại sân bay. Tuy nhiên, vẫn có những người đang cố gắng thực hiện vài mưu mẹo một cách nhanh chóng để mang hàng cấm lên máy bay. Những kẻ đang sử dụng trí tưởng tượng của họ một cách tối đa và hình như là hơi thái quá. Hôm nay, hãy cùng mình khám phá 5 điều điên rồ nhất được tìm thấy ở sân bay an ninh. Đã từng ở sân bay Frankfurt, có một trường hợp rất thú vị. Một bà cụ khuyết tật tầm 60 tuổi với một cái chân giả đã buộc phải dừng chuyến bay và trải qua một cuộc kiểm tra toàn diện. Kết quả kiểm tra đã cho thấy rằng đó không phải là một chiếc chân giả mà nó là một chiếc gậy bóng chày đầy gai nhọn. Bạn hãy thử tưởng tượng mà xem, và bà ấy đã giải thích rằng bà ấy sử dụng nó độc quyền theo hình thức chân giả và bà ấy sẵn sàng sử dụng nó khi cảm thấy bị đe dọa hay nguy hiểm. Thêm một câu chuyện thú vị đã xảy ra ở sân bay Stockholm. Một cô gái trẻ đã gặp một vấn đề ở trạm kiểm soát an ninh. Cô ấy liên tục điều chỉnh ngực và tranh cãi. Đương nhiên, điều này gây ra một số nghi ngờ cho các nhân viên. Kết quả là cô gái đã phải trải qua một cuộc kiểm tra kỹ càng và buộc phải phơi bày những bí mật đằng sau chiếc áo ngực kia. Wow, các bạn đoán xem đó là gì nào? Cái gì ẩn giấu trong đó? Vâng, cô ấy đã cố gắng che giấu hai con rắn con bên trong chiếc áo ngực kia. Một câu chuyện tương tự đã xảy ra tại sân bay Melbourne. Thủ phạm của câu chuyện lần này là một phụ nữ khổng lồ. Thoạt nhìn tất cả mọi thứ đều bình thường và trong phạm vi kiểm soát. Nhưng các nhân viên kiểm soát lại nghi ngờ có điều gì đó không ổn. Trông cô ấy kìa, có gì đó bất ổn. Và trong người cô ấy còn phát ra những âm thanh hết sức kỳ lạ. Nó dường như là âm thanh của một chai nước ngọt khổng lồ. Các nhân viên đã quyết định tiến hành một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng. Trước sự ngạc nhiên của các hành khách, bên trong chiếc váy của cô gái bị nghi ngờ chứa hai túi nước lớn. Và bên trong là một đàn cá piranha đang bơi lội. Và người anh hùng chính của video ngày hôm nay là một người đàn ông lớn tuổi. Nhưng ở lần này, ông trông giống như một người vô tội. Cái nhìn đầu tiên, trông ông rất dễ thương và hài hước với một bộ râu như ông già Noel, Santa Claus. Cùng với những nụ cười trong cặp kính mắt dày, ông đi bộ ngay gần những nhân viên an ninh. Trò chuyện vui vẻ, thậm chí họ còn giúp ông di chuyển đồ đạc. Câu chuyện kết thúc ở đây, khi một hành khách phát hiện dưới đồ đạc của ông có hai tay đấm gai, một khẩu súng và một con dao. Sau đó họ còn phát hiện ông trẻ hơn so với thực tế. Ông đã cố gắng hóa trang để qua mặt nhân viên an ninh ở sân bay. Mang ma túy đến sân bay? Không, không, nó là sai lầm rất lớn. Nhưng cố gắng để giấu ma túy trong một trái lựu đạn lại là một cấp độ hoàn toàn mới. Những gì bạn đang suy nghĩ thực sự đã xảy ra ở sân bay Denver. Nhân viên kiểm soát tìm thấy một quả lựu đạn trong hành lý của anh chàng này. Khi các dịch vụ an ninh và tình báo đến để kiểm tra rõ quả lựu đạn thì họ phát hiện nó chỉ là giả. Tuy nhiên bên trong nó lại chứa đầy cần sa. Và bây giờ bạn đã biết lý do tại sao nhiều sân bay lại bắt tất cả mọi người cởi toàn bộ quần áo để kiểm tra. Nhưng họ vẫn chấp nhận. Chắc hẳn tất cả mọi người đều quan tâm tới tính mạng của bản thân và cả chuyến bay. Bạn nghĩ có nên chấp nhận điều đó hay không? Để lại cho mình một nhận xét nhé. Bây giờ là câu chuyện khá hài hước và hy hữu xảy ra ở một người Hồi giáo. Cô chuẩn bị bay từ New York đến nơi chồng cô đang làm. Tuy nhiên, cô kiên quyết không muốn đi qua máy dò kim loại. Người phụ nữ chấp nhận kiểm tra túi đồ của cô, nhưng rồi cũng không được phép lên máy bay. Lúc đó, cô mới chịu cởi quần áo và điều ngạc nhiên đã đến. Cô ấy mang theo đai trung thành, đại khái là mình gọi nó như vậy. Chồng cô đã đeo đai trung thành cho cô, và anh ta là người duy nhất giữ chiếc chìa khóa. Vì vậy, cô không có cách nào để cởi nó ra. Bạn nghĩ thử mà xem, thế kỷ 21 mà cứ như thời Trung Cổ. Bạn có suy nghĩ gì về anh chồng này? Hãy cho mình biết nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hãy cho mình một nhận xét. Xin chào và hẹn gặp lại.